Chả Huy qua. Không thể xem được cái clip này, không xem hết được, bởi vì tôi nhìn thấy bọn nó đánh cháu tôi thế này, thực tình là tôi rất là đau lòng. Bây giờ nhìn đến một thằng bé mới có 24 cân, và bây giờ để 7-8 thằng cứ lên gối, cứ đá vào đầu. Tôi thật là tôi không xem được hết được. Suốt ngày viện, một tháng nay đi viện 6 lần rồi, về là đi viện luôn. Lên cơn nó hại, nó hoảng loạn, gặp ai cứ xua xua, khu hết. Bởi lúc nó không nhận được ai. Di chứng để lại sau những trận đánh hội đồng là quá lớn với một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi. Thời gian em bị đánh không tính bằng tiếng, mà tính bằng năm. Vậy nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, gia đình em vẫn không chút nghi ngờ. Cái lúc mà hỏi thì chó nó chỉ bảo nó ngại. Thì nó vẫn ăn uống bình thường, nó chỉ hơi tím, pha dầu ra chứ. Thế đến một thời điểm nào thì là mình bắt đầu phát hiện ra là không phải là ngã mà lại là do bị đánh? Hôm học huynh, các bậc huynh khác thì nó gọi điện cho bị cháu. Thế sau là nó bị đổ ra thì mới biết là bị đánh. Người bố không hề biết con mình bị đánh cho đến khi đi họp phụ huynh. Và không biết cũng là từ mà những đứa trẻ này dùng khi được hỏi về hành vi mà chúng đã gây ra. Tại sao khi mà nhìn thấy bạn bị đánh thì em không căn ngăn mà em lại quay lại clip và up lên như vậy? Em chỉ quay cho vui ạ, không biết được cái mức độ nghiêm trọng của nó ạ. Hồi đông là chỉ là do ghét vì bạn ấy chửi em nhiều. Lúc đấy em chưa thể hiểu được. Giờ em mới hiểu ra. Hiểu ra thì liệu đã là muộn chưa? Muộn, quá muộn. Xem những cái đoạn clip đó thì toàn là chúng tôi không thể hiểu nổi. Các bạn kia lao vào đánh bạn, chúng tôi có cảm giác như là nó không có một tí xúc cảm nào. Thì thật sự là rất thương hại, em Kiệt đã phải chịu những cái đòn đánh của các bạn của mình. Các em nó cũng có những cái lệch lạc trong nhận thức, một phần là cũng do ảnh hưởng của cái mạng xã hội. Thế cho nên tôi thấy rằng là chính các em mà đánh bạn, các em cũng không ý thức được những việc mình làm. Nhận thức của những đứa trẻ bị ảnh hưởng, một phần là do mạng xã hội. Phần còn lại từ đâu? Không khó để tìm ra câu trả lời. Đánh người thì anh đánh nhiều người. Anh cũng có đánh con. Anh lấy một cái roi, bắt con nằm ra giường. Anh vụt để con biết con sai. Bố đánh con, rồi con bắt chước đánh bạn. Bạo lực học đường, dù đã nhiều lần bị lên án, cảnh báo, thế nhưng vẫn bằng cách này hay cách khác len lỏi xuất hiện trong trường học. Để rồi thời còn ngồi trên ghế nhà trường, với một số em nhỏ, bỗng chốc trở thành quãng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời.